Xin chào mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay em lại có thời gian em đi qua ra vườn đấy để em quay và giới thiệu cho mọi người nha, một cái cây giống của nhà em nha mọi người ơi. Đấy, đây chính là cái cây giống chè dây mọi người ạ. Đấy. Đây, mọi người quan sát nhá. Đây là những cái cây chè dây mà nhà em ươm và cây nó đã nảy mầm nảy lộc rất là đẹp rồi mọi người ạ. Đấy. Chỉ chờ và vận chuyển cho mọi người thôi. Đấy. Thì mọi người ơi, cái cây chè dây này á là một trong những dược liệu rất là quý của Việt Nam nha. Tác dụng chính của cây chè dây là hỗ trợ điều trị các bệnh về dạ dày. Đấy. Viêm loét dạ dày này, rồi là đau dạ dày, đại tràng nha mọi người nhá, hơi ợ chua. Đấy thì sử dụng cái cây chè dây này uống rất là tốt nha mọi người. Đấy. Đây mọi người ơi, đây. Đây là cái lá của cây chè dây này, mọi người có thể quan sát nhá. Đấy, đây đây. Đây mọi người nhá. Để mọi người mà muốn mua cây giống để trồng sử dụng á thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha mọi người nha. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại mọi người.